đơn đặt hàng trang phục truyền thống ở Trung Quốc tăng lên có một nguyên nhân quan trọng, đó là do các hoạt động du lịch cổ trang đang bùng nổ ở Trung Quốc, đặc biệt là ở các điểm đến chứa đựng nhiều yếu tố lịch sử, tiêu biểu là thành phố Tây An. Thành phố Tây An, tức cố đô Trường An thời nhà Đường ở Trung Quốc, nay là thủ phủ tỉnh Thiểm Tây, đang thu hút du lịch bằng những hoạt động đưa các vị khách trở về thời cách đây hơn 1.000 năm, trải nghiệm cuộc sống của người dân Trường An. Tại điểm du lịch này, mang tên Trường An 12 canh giờ, đặt theo tên một bộ phim cổ trang ăn khách ở Trung Quốc. Du khách có thể mặc trang phục thời Đường, thưởng thức ẩm thực, xem các chương trình biểu diễn nghệ thuật quy mô lớn. Kể từ khi mở hoạt động này vào tháng 4 năm ngoái, điểm du lịch cổ trang này đã thu hút hơn 2 triệu lượt khách. Khi du khách bước chân vào điểm du lịch Trường An 12 canh giờ, họ có thể tự cảm nhận được ngay cuộc sống của người dân thời Đường. Khi đó, du khách sẽ trở thành diễn viên chính và người của chúng tôi trở thành diễn viên phụ. Trong khi đó, tại khu mua sắm đi bộ Da Trang Everbright City dài 2.100m, một màn biểu diễn tương tác sẽ đưa người xem vào một chuyến du lịch xuyên không, nơi mà hai vị đại quan nổi tiếng của nhà Đường là Phong Huyền Linh và Đỗ Như Hối sẽ xuất hiện từ quá khứ đến khu mua sắm này tuyển chọn hiện tại. Hai vị quan sẽ chọn ngẫu nhiên các vị khách để mời thi thố qua việc trả lời các câu hỏi. Rất nhiều khán giả, từ trẻ em tới các bậc phụ lão đã tương tác với chúng tôi. Họ từ khắp nơi đến đây du lịch, từ Bắc Kinh, Quảng Đông và cả Hồng Kông nữa. Chương trình này rất ăn khách và thu hút vì nó rất sáng tạo. Chúng tôi cũng đưa thêm các chi tiết thú vị vào trong đó. Và có sự cộng hưởng của sự bùng nổ du lịch nội địa khiến cho chương trình trở nên rất hot trên mạng. Đây là lần đầu tiên tôi đến Tây An. Tôi thấy nhiều người trẻ mặc hán phục ở đây và tôi cũng muốn được trải nghiệm như thế. Là kinh đô của 13 triều đại, gắn liền với những nhân vật nổi tiếng như Tần Thủy Hoàng, Đường Minh Hoàng, Võ Tắc Thiên, Tây An là một trong những điểm du lịch hấp dẫn nhất Trung Quốc. Theo đánh giá của báo giới và khách du lịch, danh tiếng của Tây An có thể sánh ngang với thủ đô Athens của Hy Lạp, Cairo của Ai Cập và Rome của Italia. Người dân địa phương còn cho rằng bạn có thể tìm thấy nhiều cổ vật lịch sử ngay dưới mỗi bước chân.